Chào các bác. Cửa hàng Minh Audio ở đâu lại giới thiệu các bác 3 mẫu cùng series của lọc hàn IKEA. Lô này là lô đối tác của tôi bên Hàn mới gửi về ngày hôm kia. Thì hôm nay tôi đăng tạm 3 con, gửi rất nhiều nhưng mà đăng 3 con cùng mã. Thì con này thì bán giá là 3 triệu đồng, giá chuẩn luôn và hàng đẹp xuất sắc luôn. Con này có mã là 4010C. Về chất âm thì nó cũng giống như là 5010 nhưng mà nó khác về kiểu dáng một chút. 5010 thì hai đèn, còn loại này một đèn nên nó có giá mềm hơn. Loại kia thì giá 4 triệu đến 4,2 triệu. Đây là thông tin cửa hàng tôi, địa chỉ rõ ràng. Lọc này thì nó dùng điện 220 về của Hàn Quốc. Hoặc là lọc rời kia thì nó vẫn dùng có cả điện 220. Đây tôi quay qua mặt sau thì các bác cùng xem thì tôi sẽ chỉnh nha. Đây là đường vào line, đường xuất xuống âm ly, còn đường vào tape đây. Lọc nào những cái lọc in keo thì nó có hai đường vào. Và tôi sẽ mở to để chỉnh nhạc một kiểu cho các bác nghe. 3 triệu đồng. Nó có tiếng Hàn ở trên, nhưng khi bấm vào cái nút tiếng Hàn thì nó sẽ ra tiếng Anh, nên là cũng dễ dùng thôi. Hoặc là có những cái video tôi đã sử dụng, tôi đã hướng dẫn rất nhiều rồi. Lọc này có 5, có 6 chế độ người dùng và 6 chế độ máy nó lưu sẵn. Chế độ người dùng là user, là người sử dụng. Còn chế độ máy lưu là reference. Đây, preset. Đây, bấm đây nó có 6 kiểu của máy nó đã lưu rồi. Đây đường vào âm thanh, đây là có lọc và không có lọc, và đây là chỉnh cả loa trái loa phải. Đây là nút nhớ memory, bấm vào đây nó hiện chữ memory là nhớ. Đây tôi mới lưu một kiểu nhạc số 1, đây tôi sẽ lưu kiểu số 2 này. Đây lưu lên xuống này. Còn đây là cao thấp của đèn. 3 triệu đồng một mẫu lọc, phải nói là chất âm khá hay, khá hay luôn các bác nha. Sẽ chỉnh kiểu số 2 các bác cùng nghe. Hôm chia tay hai đứa cùng buồn. Đó bát lên này. Ngày mai nó ơi trên ngưỡng cửa cuộc đời. Dặn nhau gắn vui dù cho vành môi. À nhầm, đang chỉnh con trên mà. Đang chỉnh con trên nhầm. Khi nào mình chưa lưu nhạc thì thanh nó sẽ nằm ngang. Đấy tôi lại chỉnh kiểu số 3 nhé. Kiểu số 3 nó đang nằm ngang, chút nữa nó sẽ thay đổi. Đôi đứa đôi người ngày vẫn còn nhớ. Đấy, số 3 đấy. Số 3 đây. Cây đầu môi chiều khô chiến mùa đẹp lắm anh luôn. Trong lòng dây nén quen xưa nhìn đầu cây nó đi còn đây. Một lớp trai đi nhìn sao theo dấu chân đi vào thiên lý. Biết bao người sống nợ xưa mong chưa trở về. Cái nút này là nút chuyển chế độ của người dùng và máy. Máy thì nó ở chế độ preset, còn người dùng là chế độ user. Thế nên là tổng cái lọc này có 12 kiểu nhạc. Có nghĩa người dùng là 6 kiểu và máy nó lưu cố định 6 kiểu, mình sẽ không thay đổi được. Đó, 6 kiểu của máy. Còn đây là kiểu nháy này. Đây chế độ flat mình không dùng đến. Flat là nằm ngang là chưa chỉnh. Còn đây loa trái loa phải. Đấy bấm đây nó hiện chữ LR, loa trái loa phải. Đây là chỉnh nguyên loa trái, chỉnh nguyên loa phải, chỉnh hai loa. Còn đây là có lọc và không có lọc, defit. Equirec thì mình không cần dùng. Còn đây là đường vào âm thanh, tape. Đó. Đây là cao thấp của đèn. Vâng, xin cảm ơn. Một mẫu lọc hay và giá mềm, đẹp, phải nói là rất đẹp các bác nha. Bề ngang nó tầm 43-44. Chỉ có của Pioneer thì nó mới làm 42 các bác nha. Còn tất cả các loại khác thì đa phần là 44. Đấy, 44. Thật ra nó chênh nhau 1-2 phân thì để không bao giờ lộ các bác nha. Trừ khi chênh lệch tầm 4 đến 6 phân. Gần 1-2 phân các bác để vào được cùng nhau hết. Vâng, xin chào.